đội máy bay không quân Pháp thăm Hà Nội tính đến, đến từ Hà Nội. Một đội máy bay của không quân Pháp vào chiều Chủ nhật đã đáp xuống phi trường nội bài Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam. Đội máy bay gồm 3 chiến đấu cơ Rafale và một vận tải cơ A400M, một máy bay tiếp vận C-135 và một máy bay chở khách Airbus A310 dùng riêng cho quân đội. Không quân Pháp đã cử đội máy bay này đến Úc tham dự cuộc tập trận Twitch Flag. Đội máy bay sau đó lần lượt ghé thăm Indonesia và Malaysia trước khi đến Việt Nam. Từ Việt Nam, đội máy bay sẽ tiếp tục bay đến Singapore, Ấn Độ rồi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên đường về châu Âu. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch Bagasse ở châu Á, Thái Bình Dương. Chiếc máy bay chở khách A310 mang theo phái đoàn quân sự gồm 100 thành viên do tướng Patrick Charras, tư lệnh quân chủng không quân Pháp dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên một phi đội chiến đấu cơ Rafale của Pháp đến Việt Nam. Thông cáo của Tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội ghi nhận đây là sự kiện chưa từng có diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hồi tháng 5 năm nay, Pháp đã gửi hai chiến hạm đi qua Biển Đông, Hồi tháng 6, Pháp lên kế hoạch tập trận phòng không trên vùng biển có các căn cứ quân sự do Trung Cộng xây lên một cách phi pháp. Cuộc tập trận Pitch black với Úc diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron vào hồi tháng 5.